rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình Chuyện Hậu Trường. Quý khán giả thân mến, chương trình Chuyện Hậu Trường hôm nay xin mời quý khán giả cùng khám phá hậu trường của một chương trình rất được yêu thích trong mùa đầu tiên sắp quay trở lại cùng quý khán giả với diện mạo mới, với sự đầu tư hoành tráng, quy tụ dàn thí sinh được đông đảo khán giả yêu thích là những ca sĩ từng là quán quân, á quân của các chương trình game show âm nhạc. Đó chính là chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi sẽ nối tiếp khung 21 giờ thứ tư sau khi kết thúc chương trình Đấu Trường Ngôi Sao. Và trước khi đến với hậu trường Tỏa Sáng Sao Đôi mùa 2, Thanh Vy xin mời quý khán giả cùng khám phá xem trong tuần qua trên sóng truyền hình Vĩnh Long có bao nhiêu bộ phim và chương trình góp mặt trong top 10 bộ phim và chương trình được yêu thích nhất cả nước theo số liệu đo lường của đơn vị Kantar Media nhé. Vị trí thứ 10 thuộc về bộ phim Aladdin và Cây Đèn Thần. Những tập cuối của bộ phim tiếp tục lôi cuốn người xem bằng những tình tiết kịch tính gây cấn. Tưởng rằng đã có thể kết thúc thời kỳ đen tối ở Baghdad, thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với Aladdin. Bên cạnh những câu hỏi thiết thực, những phần thi kiểm tra độ ăn ý của hai vợ chồng, thì sự xuất hiện bất ngờ của những người mẹ chồng giữ vai trò giám khảo để chấm điểm phần thi nấu ăn của con dâu đã đem đến cho Vợ Tôi Là Số 1 tuần qua những khoảnh khắc bất ngờ thú vị. Cái con gì để chở thạch xanh á? Gấu của ba vẽ gì đẹp dữ vậy ta? Con muốn được má khen. Má con đi làm xa rồi. Em cố gắng mau khỏe. Anh ráng lo cho con. Hoài. Không lẽ mình cứ giấu gấu hoài vậy sao? Tuần qua, phim ngắn cuối tuần lay động người xem bằng những tình tiết gần gũi ấm áp và gửi tới người xem thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình. Lại đây với má. Nhà thứ 6 ở đâu ta? Bộ phim Việt Nam Lưới Trời tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn với vị trí thứ 7. Sự quán đổi thân phận giữa hai cô gái Mỹ Tiên và Mỹ Tú đã tạo nên những tình huống éo le, ngang trái. Mỹ Tiên nhận ra hành tung kỳ lạ của bà Tím khi theo bà về quê. Còn ông Hải lại tìm cách tiếp cận Mỹ Tú vì nghĩ đây là con gái mình. Những diễn biến tiếp theo của Lưới Trời sẽ gửi tới quý vị vào thứ hai, thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 lúc 21 giờ. Tôi la làng lên bây giờ đó. Xin lỗi, cô đừng có. Hiện giờ Ngọc Ấn đang ở đâu? Tôi giấu nó ở dưới đáy hồ. Ngỡ là may mắn khi Khoai tìm được báo vật của triều đình, nhưng cũng quả từ đây mà ra. Thần xin phép được về quê. Chưa ai dám từ chối hồng ân của ta, bắt hắn giam lại cho ta. Hay tin Lúa tức tốc lên kinh để gặp Khoai và tìm cách cứu chàng. Mang đậm màu sắc dân gian nhưng không kém phần kịch tính, cổ tích Việt Nam giới truyện Khoai và Lúa xếp vị trí thứ 5. Tao cho mày một ân huệ cuối cùng trước khi chết. Thì ra mày đã giăng bẫy tao từ ngay lúc đầu. Cassili chính thức bị lộ thân phận và âm mưu trả thù Diêu Dương. Nhưng bất ngờ, thuộc hạ, người tình của Cassili là Mỹ Kỳ đã quay lưng lại với hắn, đứng về phía Diêu Dương. Giữ vững sự kịch tính hấp dẫn ở những tập cuối, phim Trà Táo Đỏ tiếp tục nằm ở vị trí á quân trong bảng xếp hạng tuần qua. Quý khán giả thân mến, chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi 2022 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2022. Sau khi Đấu Trường Ngôi Sao, chương trình cùng khung giờ tìm được ngôi vị quán quân. Các thí sinh khi đến với Tỏa Sáng Sao Đôi không chỉ có cơ hội thể hiện cá tính âm nhạc ở dòng loại với hình thức đơn ca mà còn được ghép đôi theo hình thức ngẫu nhiên để song ca cùng nhau. Với hình thức này, các thí sinh có cơ hội thử sức, thể hiện tài năng ứng biến linh hoạt khi kết đôi cùng một ca sĩ khác, đem đến những hình ảnh mới mẻ và hứa hẹn tạo nên sự bất ngờ, bùng nổ trong tiết mục mình thể hiện. Và ngoài những điều này, Tỏa Sáng Sao Đôi sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ khác sẽ gửi tới khán giả. Một chương trình được đầu tư hoành tráng, đầy sáng tạo và độc đáo. 6 giọng hát góp mặt trong chương trình là những giọng hát nội lực nhưng cũng giàu cảm xúc. Hồng Gấm, Duyên Quỳnh, Phương Trang, Phượng Vũ, Bảo Đăng, Minh Sang với những màu sắc, cá tính âm nhạc riêng. Các thí sinh được thử sức thể hiện mình qua nhiều dòng nhạc khác nhau, từ nhẹ nhàng, ngọt ngào đến mạnh mẽ, sôi động. Thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay.
Do chương trình quy tụ dàn thí sinh là những gương mặt có nhiều kinh nghiệm chinh chiến trên các game show ca nhạc, nên các thí sinh khi đến với chương trình cũng vô cùng áp lực, vừa thể hiện cá tính riêng, vừa để làm mới mình. Và hôm nay, 360 độ chuyện hậu trường cũng đã thâm nhập hậu trường để cùng theo dõi những bước chuẩn bị của thí sinh, ekip và khám phá những điều bất ngờ hấp dẫn mà các thí sinh, ca sĩ đem đến cho Tỏa Sáng Sao Đôi mùa 2. Điều đầu tiên đó chính là sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ngoại hình cho đến phần trình diễn. Và lúc này đây, đạo diễn của Tỏa Sáng Sao Đôi, Quỳnh Phúc Thanh Nhân đang có những lưu ý cho các ca sĩ khi thể hiện phần trình diễn của mình. Hai bộ đồ đi nè. Vô đây cân. Em thay bộ đồ xanh kia đi. Sao mà bộ này em thấy bài bộ này hát không hát? Ừ, lấy bộ đồ xanh quên. Và cùng nhau tập giới nhạc để tiết mục mở màn của Tỏa Sáng Sao Đôi thật ấn tượng, lôi cuốn. Để tăng thêm sự hấp dẫn sinh động cho mỗi tiết mục biểu diễn, không thể thiếu sự tham gia của vũ đoàn. Vì xuất hiện trong nhiều tiết mục trong một buổi ghi hình, nên các vũ công trong vũ đoàn Deep Loud tập thật kỹ để tránh bị quên bài và có thể hỗ trợ tốt nhất cho mỗi tiết mục dự thi. Và sau đây, chúng ta hãy cùng trò chuyện với một số thí sinh của Tỏa Sáng Sao Đôi để xem họ đã có sự chuẩn bị như thế nào, tâm thế ra sao khi đến với chương trình nhé. Lời đầu tiên thì cho phép Musa gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi mùa thứ 2 của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sang cũng đã tham gia khá là nhiều game show của Đài Truyền hình Vĩnh Long rồi, nhưng mà lần này thì Sang muốn quay trở lại với Tỏa Sáng Sao Đôi mùa thứ 2 này, bởi vì Sang cực kỳ là thích chương trình này, thấy rất là hứng thú, rất là muốn tham gia vào ngay mùa thứ 2 này để mình có thể kiếm được một người bạn diễn song ca với mình trong quãng thời gian hoạt động nghệ thuật sau này nữa. Cái khó ở đây đó là hai người khi mà hát song ca với nhau thì phải đồng điệu về cái gu âm nhạc, màu giọng và cả cái thể loại âm nhạc mà cả hai người muốn theo nữa. Nhưng mà đây là có một cái thể lệ là bốc thăm, cho nên là mình không biết là mình sẽ ghép cặp với ca sĩ nào. Sang nghĩ là nếu mà khi mà được ghép cặp với bất cứ một ca sĩ nào nữa, cái điều đầu tiên là hai người đó là phải biết lắng nghe nhau. Trước tiên là mình sẽ phải nói chuyện với nhau rất là nhiều, về chia sẻ về gu âm nhạc, chia sẻ về cái cách những cái tập tiếp theo mình phải làm gì, chọn bài như thế nào. Khi mà hai người hiểu nhau rồi thì sẽ nghĩ là cái chuyện mà chọn ca khúc và cùng trình diễn với nhau trên sân khấu nó sẽ dễ hơn một chút thôi, chứ không có là dễ hơn nhiều nha. Bởi vì khi mà mình lên sân khấu nữa sẽ còn rất nhiều vấn đề khác nữa, bởi vì phải nghe nhau hát, mình phải chia câu làm sao cho người này hát câu này, người kia hát câu kia, để phô diễn được tất cả những cái ưu điểm của người này nhưng mà cũng phải che được những cái khuyết điểm trong mắt của người kia nữa. Bởi vậy là Sang nghĩ là cái điều đầu tiên là hai người phải thấu hiểu nhau thật sự. Nếu mà nói là hợp nhất từ xưa đến giờ, có lẽ là có thể kể đến là ca sĩ Duyên Quỳnh, và thứ hai là Hồng Gấm, vì đây là hai cô bạn rất là thân ngoài đời của Sang và cũng như là đã cùng từng song ca với nhau rồi. Cho nên nếu mà ngày hôm nay mà được ghép đôi hay là trong chương trình này ghép đôi thì Sang hy vọng là hai cô bé đó sẽ được ghép đôi cùng với Sang, và Sang cũng rất là vui và rất hạnh phúc nếu như được ghép đôi cùng với Duyên Quỳnh hoặc là Hồng Gấm. Có lẽ là trước đây thì mọi người thường hay thấy Sang hát những trong truyền hình Vĩnh Long thì hay hát những ca khúc nhạc xưa, những khúc nhạc tình, nhưng mà thật sự thì Sang rất là yêu thích những ca khúc nhạc trẻ, những ca khúc ballad rất là nhiều, và cho nên ngay trong vòng tập 1 ấy, vòng những cái vòng đầu của Tỏa Sáng Sao Đôi ấy, thì là những ca khúc song ca thì sẽ gửi đến hai ca khúc song ca hoàn toàn là những ca khúc nhạc trẻ và những ca khúc ballad, và hy vọng là đây là những hai màn trình diễn sẽ đem đến cho tất cả quý vị khán giả sẽ có một cái nhìn khác và mình mới về Minh Sang hơn. Sang nghĩ là với chương trình Tỏa Sáng Sao Đôi mùa thứ 2 này đã rất thành công với mùa 1 rồi, thì Sang hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ
tiếp tục theo dõi và tiếp tục ủng hộ cho Tỏa Sáng Sau Đêm mùa thứ hai, và tiếp ủng hộ cũng như là góp ý nhận động viên những thí sinh trong chương trình này, để cho Sang cũng như tất cả những thí sinh khác sẽ có những màn trình diễn thật sự thuyết phục, thật sự hay dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Và sự mới mẻ của Minh Sang trong Tỏa Sáng Sau Đôi ở màn chào sân này như thế nào? Chuyện hậu trường sẽ bật mí cùng khán giả một phần tiết mục ngay sau đây. Và tiếp theo, chúng ta hãy cùng trò chuyện với ca sĩ Hồng Gấm, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Vĩnh Long với chất giọng ngọt ngào cùng những ca khúc thuộc dòng nhạc trữ tình Bolero. Thời gian gần đây, ca sĩ gây bất ngờ cho khán giả trong ca khúc Tình Nhỏ Ma Quên làm mưa làm gió trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trong chương trình của sóng truyền hình Vĩnh Long. Hôm nào hoa phương nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chạy quanh nấp sâu chân hòn, lặng thầm nhìn anh đăm đăm rồi thẹn thùng che mắt biếng. Bé nay không còn cô bé như hôm nào em đã lớn thật rồi. Dù có được chỗ đứng trong lòng khán giả, từng giành thứ hạng cao trong các game show âm nhạc, nhưng Tỏa Sáng Sau Đôi là một thử thách trải nghiệm mới với ca sĩ. Cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị của Hồng Gấm khi đến với chương trình nhé. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Tỏa Sáng Sau Đôi. Mình là Hồng Gấm. Rất vui được tham gia chương trình Tỏa Sáng Sau Đôi 2022. Khi mà được nhận lời mời tham gia chương trình Tỏa Sáng Sau Đôi thì Hồng Gấm rất là mong sẽ tìm được một giọng ca phù hợp với mình để cả hai cùng có thể thăng hoa và tạo ra những cái tác phẩm thật là đặc sắc để gửi đến quý vị khán giả. Thực ra thì trước giờ thì Hồng Gấm rất là ít song ca với một anh chị nghệ sĩ nào đó, thành ra là nó càng tạo ra động lực để mình tham gia chương trình này hơn. Khi mà ghép đôi với cái sự bốc thăm hên xui á, thì thật ra cũng hơi áp lực, là bởi vì mỗi người có một cái màu giọng, một cái âm vực khác nhau, thì để mà kết hợp lại với nhau thì sẽ rất là khó nếu mà không phù hợp. Gấm thì mong muốn được kết hợp với ca sĩ Minh Sang, bởi vì hai anh em cũng khá là thân nhau và khá là hiểu nhau. Nhưng mà Gấm nghĩ là tất cả các anh chị tham gia chương trình lần này thì đều là những giọng ca rất là đáng gờm, nên là nếu mà bóc trúng ai thì chắc Gấm cũng sẽ cố gắng làm hết sức để mà phù hợp với anh chị. Và cái việc bóc thăm này thì lại hơi làm cho mình hơi lo lắng, nhưng mà thực sự là nó cũng rất là thú vị đó. Bởi vì ví dụ mình bốc trúng một người mà phù hợp với mình đó, thì mình sẽ, tất nhiên mình sẽ tỏa sáng, nhưng mà mình sẽ có ít cơ hội để mà thay đổi mình, điều chỉnh mình làm sao để giống như đặt mình vào một cái chỗ khó hơn vậy đó. Thì mình lúc đó mình sẽ có nhiều cơ hội để mà mình thay đổi mình, điều chỉnh mình để phù hợp với họ. Nó cũng là một cái gì đó rất là thú vị đối với Gấm. Vừa bắt đầu chương trình thì Gấm đã có một cái sự thử thách cho chính bản thân mình, là thực ra mọi người quen thuộc Hồng Gấm với một hình ảnh một cô gái nhẹ nhàng, nữ tính, dịu dàng, hát bolero, hát những ca khúc trữ tình, nhạc xưa. Nhưng mà ngay vòng đầu tiên, Hồng Gấm sẽ có vũ đạo ở trong đó, là một ca khúc rất là sôi động, tươi vui, hy vọng là sẽ mang lại cho mọi người những cái cảm xúc thật là vui để giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống. Hồng Gấm kính chúc quý vị khán giả của truyền hình Vĩnh Long thật nhiều sức khỏe, và đặc biệt là sẽ ủng hộ cho Gấm cũng như là cặp đôi của Gấm để đúng với ý nghĩa của chương trình là Sao Đôi Tỏa Sáng, Tỏa Sáng Sao Đôi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Góp mặt trong Tỏa Sáng Sao Đôi lần này tiếp tục là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Vĩnh Long, ca sĩ Duyên Quỳnh. Duyên Quỳnh gây ấn tượng với khán giả với ngoại hình xinh đẹp, đặc biệt là sự biến hóa linh hoạt, không đóng khung mình ở bất kỳ thể loại âm nhạc nào. Và ở Tỏa Sáng Sao Đôi, cô ca sĩ này sẽ tung chiêu gì tiếp theo để lấy lòng khán giả và giám khảo? Xin được gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chương trình Chuyện Hậu Trường. Ngày hôm nay Quỳnh sẽ quay trở lại với tất cả quý khán giả Đài Vĩnh Long với một cuộc thi mới, đó là Tỏa Sáng Sao Đôi.
Đây là lần thứ 3 Quỳnh đến với khán giả của Đài Truyền hình Vĩnh Long qua các cuộc thi. Và ở cuộc thi Tỏa Sáng Sao Đôi lần này thì Quỳnh muốn đem những màu sắc âm nhạc mới hơn của Quỳnh đến với quý vị. Có thể là những ca khúc nhạc xưa nhưng mà sẽ được làm mới lại, hoặc là những ca khúc nhạc mới Quỳnh sẽ giao thoa nó để mở rộng người nghe hơn. Các cô chú trung niên cũng có thể nghe được những ca khúc nhạc trẻ, và các bạn trẻ cũng có thể nghe được những ca khúc bất hủ của ngày xưa. Về mặt hình ảnh thì Quỳnh sẽ tùy cơ ứng biến, tùy vào ca khúc mà Quỳnh chọn và tùy vào kịch bản của đạo diễn thì Quỳnh sẽ thả mình vào những hóa thân mới nhất, lạ nhất và ấn tượng nhất, và đặc biệt là phù hợp với bài hát nhất. Thật ra thế mạnh của Quỳnh nó không nằm ở giọng hát, mà nó nằm ở sự thích nghi và nó nằm ở sự đa màu sắc. Tại vì Quỳnh là một người rất là thích những thử thách, thích những cái mới, cho nên là khi mà Quỳnh nhận một chủ đề thì Quỳnh sẽ làm sao đó để mình mới hơn và khán giả sẽ được nghe những cái mới hơn. Và quan trọng là cái mới đó nó không làm cho mình bị phản cảm, không làm cho mình bị khó nghe. Ở tập 1 thì Quỳnh sẽ gửi một cái mashup gồm 2 ca khúc bất hủ mà ắt hẳn là tất cả mọi người, kể cả những bạn trẻ luôn, cũng sẽ biết và cũng sẽ thuộc những bài hát này. Nó là những bài hát rất là quen thuộc và mình có thể bắt gặp nó ở nhiều bữa tiệc. Cho nên là lần này Quỳnh sẽ đem 2 ca khúc đó kết hợp lại với nhau để mang cho nó một màu sắc mới. Và ca khúc thứ 2 thì Quỳnh sẽ mang tới cho tất cả mọi người một ca khúc có giai điệu rất là đẹp, một bản ballad tình ca rất là đẹp. Và ca khúc này đã từng một thời rất là nổi tiếng và được rất nhiều bạn trẻ yêu thích, và Quỳnh cũng yêu thích ca khúc này. Cho nên ngày hôm nay Quỳnh quyết định mang ca khúc này đến với tất cả mọi người. Và ca khúc là gì thì mọi người hãy chờ xem trên sân khấu nhé. Quý khán giả hãy chờ đón phần thể hiện của Duyên Quỳnh và các thí sinh khác của Tỏa Sáng Sao Đôi nhé. Lụa trên tóc thân em như lời thơ, lụa ôm lấy thân em tựa giấc mơ. Lụa trên tóc thân em như lời thơ, để cho anh vội ngắm lời thơ, để cho anh lời ca tình yêu viết tặng em. Quý khán giả thân mến, với tâm huyết, sự đầu tư chỉnh chu cùng với tinh thần nghiêm túc của các thí sinh khi đến với cuộc thi Tỏa Sáng Sao Đôi năm nay chắc chắn sẽ là một chương trình hấp dẫn, cuốn hút người xem trong từng tập phát sóng. Quý khán giả nhớ đón xem Tỏa Sáng Sao Đôi vào lúc 21 giờ thứ tư, bắt đầu từ ngày 22 tháng 6 năm 2022 trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ Chuyện Hậu Trường xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Đôi song ca Thu Trang Trần Vũ thì vừa bị mắc Covid, rồi Trần Vũ thì bị sưng răng, rồi phải bị sốt, rồi gọi là mất thời gian rất là nhiều về cái việc mà phải chuẩn bị sức khỏe. Một sự phối hợp của nhiều bài hát, 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 bài hoặc là nhiều bài, nhưng mà để làm cho khán giả tưởng chừng như đó là một bài thì nó chỉ có một tông thôi, cho nên là rất là khó để mà mashup nhiều bài lại với nhau.